thích để thẩm thấu trên dinh dưỡng trên da. 약물 침투할 수 있는 게 저희가 세 가지가 있어요. 과 trình kích thích chất dinh dưỡng này thì có 3 loại. 아까 패치를 붙여줄 수 있는 약물 침투가 있고요. 오금 lạnh. 그리고 이걸로 할 수 있는 약물 침투. 그리고 cũng có thể sử dụng một cái kim như thế này để làm nó kích thích da. 그리고 요 이온자임을 이용해서 할 수 있는 약물 침투. hoặc là dùng kim điện. 얘네 두 개 같은 경우에는 전용 앰플이 있어요. 이 dùng kim điện này vừa nãy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn về phần làm sạch sâu, còn đây là phần để kích thích chất dinh dưỡng cho da thì cũng theo có thể dùng kim điện một trong hai loại này. 얘네 플러스 마이너스라는 극성을 통해서 약물이 침투가 되는 거기 때문에 전용 앰플은 이온도 PVC를 사용을 해주셔야 됩니다. Khi mà thao tác với những loại kim điện này thì có thể sử dụng các dịch như tôi đang cầm trên tay đây. 이것도 피부 타입별로 나와 있는 거고요. 이 시 같은 경우에는 미백. 이게 chất gì này là làm trắng. 얘 같은 경우에 가루 형태로 되어 있어요. 그 정제수 물 20ml를 믹스해서 사용을 해주셔야 되고요. Nó có được thành phần của nó là những chất lượng chất làm trắng cho da. 냉장고만 7일 정도 사용이 가능합니다. Có thể bảo quản trong tủ lạnh. 보시면 얘가 20ml인데요. 최대 5명까지 기능을 할 수 있어요. 이 뭐 괜찮아요. 이 có thể sử dụng cho 5 người. 이게 50개가 한 박스